Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Thịnh Đốn. Sau đây, Thùy Dương xin gửi đến quý vị chương trình Một Lần Một Chuyện với chủ đề Tuổi Cao Niên. Kính mời quý vị theo dõi. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, thời gian qua đi thì tuổi thọ của mỗi người càng ngày càng cao, đồng nghĩa với việc là phải đối mặt với tuổi già. Người cao tuổi sống lâu là một điều rất mừng cho gia đình. Tuy nhiên, để sống vui, sống khỏe lại là một việc không hề đơn giản. Nó cần có sự hỗ trợ của chính bản thân người cao niên và với người thân ở chung quanh. Trong chương trình Một Lần Một Chuyện hôm nay thì Minh Thúy và anh Đình Cường xin gửi đến quý vị về những vị cao niên tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Xin được chào anh Đình Cường. Dạ, xin chào chị Minh Thúy. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Trong một dịp tình cờ thì Minh Thúy và anh Đinh Hùng Cường có dịp tiếp xúc với một số vị cao niên. Vậy xin mời anh Đinh Hùng Cường giới thiệu đến quý vị. Dạ vâng, thưa chị Minh Thúy và thưa quý vị, thì ở vùng Washington DC này có nhiều quý vị cao niên, nhưng mà trong cái dịp này chúng tôi có được gặp một ít các cụ. Cụ đầu tiên mà chúng tôi gặp là cụ Mai, cụ ở vùng Burke, và hiện giờ cụ sống với lại một người con trai, anh Lương. Cụ năm nay cụ 98 tuổi rồi. Và cụ chỉ có cái chân là hơi yếu thôi, nhưng mà rất là minh mẫn. Cụ nói chuyện rõ ràng đâu ra đó. Và cụ những cái điều thì tôi hỏi ra là cụ nói trả lời rất là nhanh, tức là cái sự suy nghĩ của cụ rất còn sắc bén. Đôi trái không phải đâu, trái cây thì chuỗi còn sữa tươi rồi đó. Tôi thì muốn ai vui vẻ hết, đừng hơn đừng giận nhau phiền lắm. Ai với nhau hết cho khỏe. Tôi tiền tôi này, nghĩa là nói thiệt ra phần nhiều ai tiêu được hết, có lắm khi nào có để dành ra để giúp đỡ mấy người nghèo khổ. Gửi năm nào cũng gửi về mấy mấy năm ngoái năm nay là bệnh là yếu ra nằm chỗ, chứ mấy năm ngoái là làm về mà làm bệnh nó mất. Rồi là có được mấy ngàn là toàn đi đem về hết. Chẳng có cái mô đệ của người. Thứ hai nữa là cụ có thể đi đứng lại ở trong nhà và cụ có thể đọc báo. Ngày nào cụ cũng đọc báo, và đặc biệt nữa là cụ có tụng kinh, rồi có đôi khi cụ nấu ăn nữa. Thì với một cái tuổi mà năm nay cụ 98 tuổi, mà cụ Mai là thuộc về cái dòng họ nhà vua đó, thưa chị Minh Thúy, quý vị. Thành ra người nhà gọi tôi gọi cụ bằng mẹ, thì tôi không biết là chữ mẹ là dùng cho đàn bà hay đàn ông hay là dùng cho cả hai, nhưng mà tôi gọi cụ bằng mẹ thì cụ vui lắm. Và chúng tôi đã tiếp chuyện với cụ một lúc và được biết rằng với cái tuổi gần 100 tuổi mà cụ vẫn khỏe mạnh và minh mẫn rất là tốt, thưa quý vị. Thì thưa chị, cái người kế tiếp thì chúng tôi được gặp là cụ Vân. Đây là một cái chuyện kỳ lạ. Cụ Vân năm nay 102 tuổi. Cụ là thân mẫu của giáo sư Kim Oanh. Giáo sư Kim Oanh là một cái người có những cái hoạt động rất là gọi là đóng góp cộng đồng về văn nghệ, về văn hóa, về đủ thứ. Nhưng mà cái đặc biệt của cụ Vân là cụ 102 tuổi mà cụ cũng vẫn minh mẫn. Cụ ăn rất khỏe và cụ chơi bài nữa. Là khi mà tôi hỏi chuyện cụ về chuyện này chuyện kia thì lúc nào cụ cũng vui cười, và cụ có cái tinh thần sống rất là lạc quan. Tôi theo anh Vân ấy, ngồi chơi bài, chia bài chơi, có mỏi mệt quá thì tôi đi nằm, không có gì, tôi không được khỏe khỏe thì tôi bảo cháu tôi đưa xuống nhà ngồi, tôi thì cũng giữ gìn được, lúc nào, ngày xưa thì tôi tập thể dục ghê lắm, thì bây giờ thì cũng sáng ra dậy thì phải vung tay, ngồi dậy vung hai tay. Bụng hai tay xoay một hột đấy, rồi thì là đi vào giờ dãy mặt mũi, thế là ra là ngồi ăn sáng. Tôi lúc này thì cũng được khỏe chút, thì vui thì vẫn không có vui mà, buồn giờ có gì buồn đâu. Con có hai người con thì chả có người nào ăn tôi buồn cả. Đến thăm tôi để tôi te tét tôi cười, tôi về thì lâu không lên tôi hơi thở dài tôi buồn đâu, nó làm gì hôm nay chả thấy nó đến thì tôi thế thôi. Và có một cái điểm nữa là với cái tuổi lớn như vậy, quý vị thấy 102 tuổi thì tôi thấy là cái tuổi già hơn thế kỷ, thì thấy ra cái thận cụ hơi yếu, cụ phải đi lọc máu cứ 3 ngày một lần.
Nhưng mà cái sự lọc máu như vậy không hại tới sức khỏe của cụ, cụ rất mạnh khỏe, cụ chơi cả bài rồi cụ đọc báo, đọc sách, nói chuyện, thì tôi nghĩ những cái người già mà có cái tinh thần như vậy thật là hiếm có đó, thưa chị Minh Thúy và quý vị. Minh Thúy xin bổ túc thêm là cụ Vân là mẹ của giáo sư Kim Anh, là giáo sư của trường Nữ Trung học Gia Long ngày xưa, thì tất cả những sinh hoạt của Gia Long, kính thưa quý vị, cụ chưa hề cũng như là vắng mặt một cái buổi sinh hoạt nào hết. Cụ không những là tới tham dự mà còn ủng hộ về tinh thần lẫn tài chánh. Cụ rất là khỏe mạnh và rất là minh mẫn, kính thưa quý vị. Thế còn cụ chót thì tôi thấy là chị đi thăm, thì nha chị thấy bà cụ này làm sao chị? Dạ, kính thưa quý vị, cụ Phùng Thị Nhật 100 tuổi, kính thưa quý vị, vừa mừng sinh nhật hôm 19 tháng 7 vừa qua. Cụ là một người rất sáng suốt, cụ xem tin tức hàng ngày và nhất là cụ quan tâm đến tin tức về Việt Nam mình. Khi mà hỏi tới những người mà tù nhân lương tâm thì cụ đã trả lời như sau. Hiện bây giờ mình mới sang là công nhíu cầy này, rồi mới nhất đấy cô tôi gì vừa sang này, Tạ Phong Tần cô đó, nhưng cô tôi nghe nghe cô mà cô là công an thì chắc là cũng ghê gớm lắm chứ không vừa đâu. Thế mà bây giờ cô tỉnh ngộ rồi, thiên hạ thì nhiều người cứ bảo chắc là lại nó làm cái kiểu gọi là khổ nhục kế đấy, nhưng mà tôi bảo không phải, cô này chắc không khổ nhục kế. Nên cái chết của mẹ cô như thế là cảnh tỉnh cô lắm rồi. Mà cô chắc là cũng không thể nào mà có thể mà lại ngu muội như nữa lại đi sang làm nhục khổ nhục kế cho cộng sản. Nên nếu mà giúp đỡ thì bây giờ tự nhiên tôi chỉ bằng cái phương tiện là tinh thần giúp đỡ. Nhưng mà có ý là tinh thần người ta cho người ta phấn khởi lên, người ta sang người ta không thấy người ta lạc lõng hay người ta bị khinh rẻ là sống với Việt Cộng. Thưa chị Minh Thúy, nếu bây giờ mà chị ôn lại cái một cái thế kỷ của ba cụ này đó, thì chị thấy các cụ sống được tổng cộng là bao nhiêu tuổi và có những cái sự kiện như thế nào trong cái cuộc đời của các cụ á? Dạ, kính thưa quý vị, giống như là anh Đinh Hùng Cường vừa nói đó, là các số tuổi của các cụ, ba cụ này mà cộng lại thì vừa đúng 300 năm. Và họ cũng sống trong trọn một thế kỷ, một thế kỷ đó đi qua. Nhưng mà chúng ta có thể ôm lại một số biến cố lớn liên quan tới Việt Nam. Đó là ngày 19 tháng 6 năm 1940, thì là Nhật Bản buộc Pháp phải mở cửa Đông Dương cho quân đội Nhật vào Việt Nam. Năm 1945, tức là năm Ất Dậu, có gần 2 triệu người Việt Nam bị chết đói. Trong năm 1954 đó thì đại sứ Nhật Bản đã tuyên bố là sẽ trao trả độc lập cho Việt Nam và thành lập chính phủ Trần Trọng Kim. Và sau đó thì vua Bảo Đại thoái vị, kế tiếp là Cộng sản cướp chính quyền cũng trong năm đó. Hiệp định Geneva được ký kết ngày 20 tháng 7 năm 1954, và ngày 2 tháng 11 năm 1963 thì Tổng thống Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình Nhu bị ám sát. Tết Mậu Thân năm 1968, Hiệp định Paris vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973 và 30 tháng 4 năm 1975 là miền Nam Việt Nam bị mất vào tay Cộng sản. Kính thưa quý vị, chương trình mà quý vị vừa thấy đó là chúng ta chỉ đưa lên là ba cụ mà không có một cụ ông nào hết. Thì vậy tại sao vậy anh? Là thưa chị Minh Thúy và thưa quý vị, cái lý do mà không có cụ ông, vì thứ nhất là các cụ ông không có sống thọ và các cụ bà. Cái lý do mà chúng tôi tìm hiểu là bởi vì chúng tôi có tìm được một cụ ông ngoài 90 tuổi, nhưng mà cụ yếu lắm, không có trả lời được những câu hỏi. Và cái lý do mà chúng tôi thấy sở dĩ các cụ bà sống lâu mà sống thọ, thứ nhất là các cụ bà sống thoải mái, ăn uống điều độ và ít lo nghĩ, do đó là cái tuổi thọ nó tăng lên. Còn hầu hết những người mà về phía phía Nam các cụ ông á, thì sống phải đương đầu với xã hội, phải toan tính cuộc đời, phải lo xa, phải làm nhiều những cái chuyện mà đến cái sự mệt mỏi tinh thần và đầu óc, do đó cái tuổi thọ chúng tôi thấy là không có được kéo dài như các cụ bà, do đó hôm nay chúng tôi rất là khiếm khuyết không kiếm được một cụ ông. Thế nhưng mà cái vấn đề đáng nói là nếu nhìn qua cái cách sống như vậy thì quý vị thấy rằng bất kể cụ ông hay cụ bà, nếu chúng ta ăn uống điều độ, sống thoải mái và vui vẻ thì cái cuộc đời của chúng ta nó sẽ dài hơn và sống lâu hơn. Xin được cảm ơn anh Đinh Hùng Cường. Dạ, xin cảm ơn chị Minh Thúy, xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, Minh Thúy và anh Đinh Hùng Cường, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình Một Lần Một Chuyện. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin Hoa Thịnh Đốn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới. ANZ Auto Care, nhóm thợ người Việt có bằng ASE Certified, có trên 20 năm kinh nghiệm tận tâm phục vụ, nơi trang bị máy móc hiện đại, định giá miễn phí và hiện đang bớt 20% tiền labor. Tùy trường hợp, ANZ Auto Care nhận Certified các xe Compass Inspection, mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều, Chủ nhật xin lấy hẹn. ANZ Auto Care tọa lạc tại 8440 Lee Highway, Fairfax, Virginia 22031. Cách Eden Center 14 phút lái xe, điện thoại số 703-573-3000 hay 571-228-0381. Bảo đảm quý khách sẽ hài lòng khi đến với ANZ Auto Care. Nhà hàng Trung Hoa New Fortune tại Maryland đã phục vụ hàng ngàn dạ tiệc trong thời gian qua. Nhà hàng Trung Hoa chuyên về các món ăn Quảng Đông với kinh nghiệm nhất cho tiệc cưới, tiệc liên hoan, họp mặt hội đoàn. Có điểm sắm mỗi ngày và giá đặc biệt cho các tiệc vào ngày thứ Sáu và Chủ nhật. Nhận đặt tiệc cưới cho năm 2015 và 2016. Mở cửa mỗi ngày. Chủ nhật đến thứ Năm 11 giờ sáng tới 1 giờ sáng, thứ Sáu và thứ Bảy 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Điện thoại số 301-926-8828 hoặc 301-548-8886. Ông bà Tony Trần kính mời. Beauty Device Salon, Salon Skincare, Hair Facial Nail, ân cần phục vụ quý đồng hương tại trung tâm Eden, ngay bên trong khu tiệm vàng DuPont và thẩm mỹ viện Ngọc Minh. Uống tóc, cắt tóc nam và nữ, chuyên về hair highlight và color, xe lông mặt, có chuyên viên gọi đầu như ở Việt Nam. Nhóm thợ của tiệm diễm trang cũ có hơn 30 năm kinh nghiệm, mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày. Mọi liên lạc hay lấy hẹn xin gọi 703-241-8022 hay 703-237-3999. Ngọc Minh kính mời.